là chúng ta sẽ dùng ngón tay để ấn vào cái vòng tròn màu trắng nhỏ trên đây thì quả trứng của chúng ta sẽ tự động mà mở ra. Chuẩn bị nhé, 1, 2, 3, ấn vào. À, anh thấy là có một em Pikachu ngay trong quả bóng đầu tiên luôn, thì anh đã săn được một em Pikachu rồi. Đây chính là Pikachu hệ điện, chủng loài Pokemon chuột, chiều cao là 0.4m và cân nặng là 6kg. Chúng có khả năng sinh sản điện năng từ đôi má trong lúc